Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức bảo, nguyện cầu Đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho cái niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đến tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bích Thầy dạ. Chị ơn thường tạo minh hạnh, kính bằng đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trường bổ kinh bài 34 kinh thập thượng Rasa-tara-sutta phần 904, chính pháp cần phải đoạn trừ. Chúng con cung thỉnh thỉnh tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy nhé. Nam mô Bích Thầy dạ. Kính đề lệ thực tập siêu, đề lệ chư tổng đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, Phật Pháp là một kho tàng mênh mông. Và những gì mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta có nhiều chiều kích khác nhau. Trong những bài học vừa qua, đó, chúng ta đi vào những đề tài rất là xa, rất là rộng. Và đề tài ngày hôm nay thì lại đưa chúng ta trở về lại với thực tế ở trong cuộc sống hàng ngày. Và vì điều này thì đặc biệt có một cái nghĩa liên hệ thiết đến đời sống xuất gia, nhưng mà rồi lại có nếu chúng ta có thể áp dụng chung ở trong tất cả mọi cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng cảm thấy tương tự như vậy. Khởi đầu từ tan tha, sự khao khát, từ cái sự khao khát này chúng ta dẫn đến tâm cầu rồi lợi đắc, rồi có phân biệt, rồi tham dục bị dính mắc, chấp giữ, rồi bỏng sẻn, rồi cực đoan dẫn đến những tranh chấp. Những hiện tượng này nó không có đơn thuần là chỉ xảy ra một thứ ở trong lần rồi thôi, mà luôn luôn là nó có những cái tác động. Giống như là một cái bia mà cái này tác động cái kia tác động cái đó. Và như vậy chúng ta cũng có thể hiểu được cái tính cách tương tác của giáo lý duyên khởi trong cuộc sống hàng ngày, ở trong cái ý nghĩa thực thực nhất mà thấy rằng có thể lãnh hội được rằng cái này nó tác động cái kia. Và bây giờ thì xin mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó thì chúng ta sẽ cung kính thưa tổ tổ sư vị giảng sư của chương trình hôm nay giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bụt Thầy, sa tu lành thầy, chúng con kính chuyện thượng tọa giác đẳng đại dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh bài học hôm nay, kinh thập thượng 9.4, chính pháp cần phải đoạn trừ. Nếu quạt hàm mà phú cà ra, nếu quạt hàm mà thì thật quệ tập bà, nếu quạt hàm mà bà rình nhầy già, nếu quạt hàm mà bà hà tập bà, nếu quạt hàm mà hà nắp hà ghi già, nếu quạt hàm mà quý xề sắp bà ghi già, nếu quạt hàm mà bà bà tì quýt chà, nếu quạt hàm mà bà bà đề tập bà, nếu quạt hàm mà bà hình nhầy già, nếu quạt hàm mà sắc chì cà tập bà. Có chính pháp có nhiều tác dụng, có chính pháp cần phải tu tập,
có chánh pháp cần phải biến tri, có chánh pháp cần phải đoạn trừ, có chánh pháp chịu phần tai hại, có chánh pháp đưa đến thù thắng, có chánh pháp rất khó thể nhập, có chánh pháp cần được sanh khởi, có chánh pháp cần được thắng tri, có chánh pháp cần được tác chứng. Thế nào là chánh pháp cần phải đoạn trừ? Chính ái căn pháp, do duyên ái tầm cầu sanh, do duyên tầm cầu đắc lợi sanh, do duyên đắc lợi phân biệt sanh, do duyên phân biệt tham dục sanh, do duyên tham dục thủ trước sanh, do duyên thủ trước chấp trì sanh, do duyên chấp trì sang tham sanh, do duyên sang tham hộ trì sanh, do duyên hộ trì chấp trưởng, chấp kiến, tranh tụng, tranh luận, tránh tụng, tranh luận, tương phản, ly gián ngữ, vọng ngôn và các ác bất thiện pháp khai sanh. Như vậy là chính pháp cần phải đoạn trừ. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học Pháp sư Giác Giới biên soạn 427. Chính pháp cần phải đoạn trừ. Và hà tất bà thầm mà. Đây là chính pháp ái căn, chính pháp do ái tham làm gốc. Tành hà mù lạc cà thầm mà. Một, do duyên ái có sự tầm cầu. Tành hàm bất tích chắc bất đi dê sát na. Hai, do duyên tầm cầu có lợi đắc. Bất đi dê sát nằm bất tích chắc lạp hồ. Ba, do duyên lợi đắc có phân biệt. Lạp hàm bất tích chắc quýnh chắc dô. Bốn, do duyên biệt có tham dục. Quýnh chắc dầm bất tích chắc chân đắc ra vô. Năm, do duyên tham dục có dính mắc. Chân đắc ra gầm bất tích chắc cho xà nằm. Sáu, do dính mắc có chấp giữ. Acho xà nằm bất tích chắc bất tích chắc hồ. Bảy, do duyên chấp giữ có bỏng sẻn. Bất tích chắc hầm bất tích chắc mất chắc đi dầm. Tám, do duyên bỏng sẻn có bảo thủ. Mất chắc đi dầm bất tích chắc à rắc khô. Chín, do duyên bảo thủ cực đoan mà xảy ra dùng gậy trượng, đao kiếm, xung đột, cãi vã, phân tranh, đấu tranh, ly gián, vọng ngôn và sanh ra nhiều ác bất thiện pháp. A rắc kha di ca rắc nam bát tích cha đần đà đà na sa tha đà na ca la hau git vut ca ha vi qua đa tu vam tu qua bề sun nhất mu sa qua đà ất đề kề ba bạc ca akusala dhamma sambhavanti. Chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thầy siêu từ bi giảng bài học. Nam mô Bổn Sư nhé. Nam mô Bổn Sư. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư thịnh văn đại đức Phật. Kính chào chư tôn đức, kính chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Với trí tuệ của Bồ Tát Đạt Nhất Giác, thì ngài thấy rõ nguồn gốc của các pháp thiện và các pháp bất thiện. Khi mà nói đến pháp đang xảy ra thì pháp nó cần phải được diệt trừ nếu là bất thiện. Nếu mà pháp đang xảy ra đó nó là pháp thiện thì pháp đó cần phải hành trì, cần phải tu tập, cần phải sanh khởi. Hoặc là như chính pháp đầu tiên mà chúng ta học nói về chính cái pháp do khéo tác ý làm gốc,
Yuriso Pariskara Mulaka, thì những mỗi một pháp đều có cái tác dụng lợi ích, nhưng mà tất cả chính cái pháp đó nó đều có cái nguồn gốc hay là xuất phát từ cái sự khéo tác ý. Thì hôm nay chúng ta học về chính pháp cần đoạn trừ. Mỗi một chi phần là mỗi một thứ ác pháp. Cần phải được đoạn trừ. Nhưng mà tất cả ác pháp đó nó sanh khởi, nó bắt nguồn từ cái gốc ái tham ra. Và cũng chính vì chỗ này, chính nhờ chỗ này mà chúng ta mới hiểu được tại sao Đức Phật đã tuyên bố tâm ha ái nó là tập khởi của sự khổ. Dukkha samudayo ariya sacchang, khổ tập thánh đế. Có nhiều người khi họ nói, họ nghe nói rằng chính ái là tập đế, tức là tập khởi của sự khổ hay là khổ tập, họ nghĩ rằng là tại sao không kể đến sanh mà kể đến ái. Ở đây thưa, đó là Đức Phật đã nói về cái gốc phát sinh ra. Như chúng ta thấy một loạt pháp mà nó sanh khởi bắt nguồn từ ái đó, thì trong đó có dùng, có xảy ra dùng vệ trường đao kiếm, xung đột cãi vã, phân tranh đấu tranh, ly gián, vọng ngôn, và sanh ra nhiều ác bất thiện pháp khác. Cái điều thứ chín, những ác bất thiện pháp đó nó thuộc về sân, nhưng mà sân nó cũng phát sanh từ nó ái mà ra, bởi vì nó đi dòng lên trên. Dần dần thì chúng ta sẽ thấy. Cho nên khi mà đến cái pháp cần đoạn trừ là chúng ta phải hiểu là mỗi một chi phần ở đây cần phải được đoạn trừ ngay chỗ đó. Nếu như chưa kịp đoạn trừ ngay chỗ đó thì để trễ qua nó phát sinh ra cái pháp khác thì mình phải đoạn trừ cái pháp đó. Mà đến khi mà nó xảy ra cái sự xung đột tranh đấu từ chúng sanh, từ tham ái mà ra đó, nó sanh ra cái sự xung đột tranh đấu, thì cái chỗ này thì bắt đầu hơi khó trị chứ. Cũng giống như, cũng ví dụ như là khi mà chúng ta mới ăn cái miếng vật thực đó vào thì thấy nó khó chịu, bởi miếng vật thực đó nó bị nhiễm độc, chúng ta bị ngộ độc ăn vào cũng khó chịu, thì lập tức ối ra liền. Mà nếu mà không ối được mà để nhiều giờ mà cho nó ngấm vào ở trong cái bộ tiêu hóa của mình, rồi đi xuống tới đường ruột đó, thì phải xúc ruột, xúc bộ tiêu hóa. Còn nếu mà để nữa thì phải là uống thuốc, vân vân. Chúng ta có nhiều cái giai đoạn. Thiện pháp nó có một cái nguồn khởi xướng và bắt đầu nó phát sinh những cái giai đoạn tiếp nối, cũng như ác pháp vậy. Ác pháp nó cũng bất thiện phát sinh từ cái nguồn gốc, rồi nó sinh ra nhiều cái giai đoạn, ở giai đoạn này đến cái giai đoạn khác,
và chúng ta phải tu tập đoạn trừ từng cái giai đoạn đó. Ví như khi mà người ta muốn đốt một cái cây tre, tất nhiên khi mà người ta muốn hạ, muốn bứt một cái bộ tre đó, thì phải là bứt cái gốc. Tuy nhiên nếu mà bứt cái gốc rồi thì cái bộ tre lôi ra không được, bởi vì nó chằng chịt cái ngọn cái nhánh. Cho nên người ta phải tìm cách để người ta chặt bỏ cái nhánh nhóc ở phía trên, khi mà thành một cái cây tre tương đối là nó trụ lũi, nó không còn nhánh nhóc chằng chịt, nó gài qua gài lại với nhau, thì lúc bây giờ ở dưới này họ mới bắt đầu bứng cái củ hủ của cái gốc tre đó, rồi người ta lôi đi thì nó sẽ tuột ra. Phải làm như thế. Cũng như khi mà chúng ta muốn đoạn trừ những cái gốc của ác pháp đó, như là tham, tham ái, thì trước tiên là chúng ta phải đoạn trừ, phải bỏ đi cái vấn đề dùng gậy trượng, đao kiếm, xung đột cãi vã, phân tranh đấu tranh, ly gián vọng ngôn. Chúng ta phải bỏ những cái pháp đó, những cái pháp ác đó. Khi mà chúng ta muốn bỏ những cái pháp ác đó, thưa quý vị, là chúng ta có cái pháp để chúng ta thực hành. Dùng gậy trượng, đao kiếm thì chúng ta bỏ một cách nào? Ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy trong Pháp Cú Kinh rất nhiều câu pháp để chúng ta dùng. Tất cả chúng sanh sợ gậy gộc, chữ đanh đá ở đây đó, ở trong đó, trong Pháp Cú Kinh Ngài và Thượng Quân Châu Ngài dịch là chúng sanh sợ hình phạt đó. Nhưng chữ đanh đá trong trường hợp này dùng chữ gậy trượng, dùng để đánh đập chúng sanh khác, thì chữ đanh đá chúng ta xài chữ gậy trượng nó hay hơn, nó bị theo cái trường hợp hình phạt. Thì chúng sanh sợ gậy trượng, chúng sanh đều sợ chết, lấy mình làm thí dụ, không giết, không bỏ giết. Hoặc câu nói là chúng sanh cầu hạnh phúc, ai dùng gậy trượng người để tầm cầu hạnh phúc, người đó không được hạnh phúc, vân vân. Chúng ta đọc những cái câu pháp cú đó để chúng ta hiểu được rằng là chúng ta phải hạ đồ đao, chúng ta đừng, nếu mà người khác người ta dùng gậy gộc, đao kiếm để người ta đã thương mình, người ta làm hại mình, người ta giết chết mình, thì trước cái sự đã thương đó và trước cái tử thần sắp đến đó, chúng ta có sợ không, có hốt hoảng không? Nếu mà chúng ta sợ, chúng ta hốt hoảng đó, thì chúng ta hãy lấy mình làm thí dụ để chúng ta không giết, không bỏ giết. Một lần nọ Đức Thế Tôn Ngài đang trên đường đi khất thực, Ngài gặp một lũ trẻ, lũ trẻ con, nó đang vây và nó cầm cây gậy, nó thủ thế để nó đập một con rắn. Đức Phật Ngài dừng lại và Ngài bảo, Ngài dạy những đứa trẻ đó rằng
có sợ người khác đánh đập giết hại các con không? Thì lũ trẻ trả lời dạ sợ. Đức Thế Tôn nói nếu các con sợ hình phạt, sợ gậy trưởng, sợ đau kiếm, hãy lấy mình làm thí dụ, đừng giết, đừng bảo giết. Lũ trẻ nó nghe nó hiểu được gì, cho nên nó giải tán, nó tha cho con rắn bò đi. Ở đây thưa quý vị, vấn đề này chúng ta cũng cần phải tu tập. Tu tập rất đơn giản được rồi, chúng ta tập cho nó quen cái đó. Còn vấn đề mà xung đột, cãi vã, phân tranh, đấu tranh đó, ly gián, thì cái trường hợp này chúng ta tu tập như thế nào? Một lần các vị tỳ kheo ở xứ Kosambi, các vị trước hết là xung đột với nhau chỉ vì một điều giới luật nhỏ. Giữa vị pháp sư và vị luật sư, vị luật sư bắt lỗi vị pháp sư một điều luật nhỏ, vị pháp sư xin sám hối cái lỗi đó. Nhưng mà khi trở về trú xứ của mình thì vị luật sư lúc mà dạy luật cho đệ tử thì lại đem cái chuyện cái vị luật sư, cái vị pháp sư kia lo thuyết pháp mà không có học luật, cho nên không có hiểu một cái chuyện nhỏ xíu để phạm tội. Thì cái nhóm đệ tử đó mới gặp cái nhóm đệ tử của vị pháp sư, mới nói rằng ông thầy của các vị nói pháp thì nhiều, nhưng mình luật lệ không có biết, không có thông, để phải phạm tội như vậy ông thầy chúng tôi nhắc nhở mới biết. Alo, thưa tòa, qua thử thương khỏe không? Dạ dạ được, vậy được, vậy thôi hòa thượng, để nguyên thứ tư đi ha. Dạ dạ dạ, nhớ trí về đi. Ồ dạ 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 thôi dạ ồ vậy dạ 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 ồ vậy à dạ 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 thôi vậy dạ dạ.
Dạ, nó một bức thay giá, và con không biết là ở trong những này thường tật thì siêu có nghe được con không, mà chúng con ở trong trong không còn nghe được từ đó nữa, thỉnh thường tật bích lại ạ. À. Thưa thì có lẽ thường tật thì siêu đã có công việc nhàn bận, chúng tôi sẽ chúng tôi tiếp lời để bài giảng liên tục, và sau đó thì khi nào thì thầy siêu trở lại thì chúng ta sẽ thành thầy thầy siêu thầy siêu tiếp tục. Ở đây thưa quý vị, trong cái cuộc sống hàng ngày, những sự việc xảy ra với nhiều chúng ta nó giống như một cuộn chỉ rối, chúng ta không biết gửi từ phía nào, nhưng mà một cái nhìn mà mình học từ trong Phật pháp ra đó, nếu mình thấy có bất cứ một cái phiền não nào hay bất cứ một cái hệ lụy nào có được thì chúng ta cứ giải quyết hệ lụy. Thí dụ như là ở sự dính mắc, sự chấp giữ, hay là sự bón sản chẳng hạn. Ồ, thượng tọa thượng sư đã trở vào rồi. Dạ, dạ xin thỉnh thượng tọa thượng sư. Dạ. À, xin lỗi quý vị, khi nãy chúng tôi có điện thoại ở đại học viện chút, mình sắp xếp cái thời khóa biểu dạy cho cái học kỳ tới là đàn bị lấn cấn, nhưng mà bây giờ thì xong hết rồi. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, trở lại vấn đề đó, thì ở đây đó, chúng ta bắt đầu cái sự đoạn trường ngược lên, tức là ở từ cái sự kiện thứ 9, tức là do bảo thủ cực đoan xảy ra, gây trượng đao kiếm xung đột, cãi vã phân tranh đấu tranh ly gián bộn ngôn, và sanh ra nhiều ác bất thiện pháp. Trong cái việc tu tập, chúng ta trước hết chúng ta hãy đoạn trừ cái đó, giải quyết cái đó. Nói về cái vấn đề mà xung đột cãi vã phân tranh đấu tranh ly gián đó, thì nhớ cái câu chuyện của các vị tỳ kheo xứ Kosambi, sau khi mà các vị chia rẽ nhau rồi, và Đức Thế Tôn khuyên nhủ mà các vị đó không chịu từ bỏ, các Đức Thế Tôn ngài đi vào rừng Brihadaranyaka để ăn cư giới hạ. Thì sau khi ra hạ, nhóm hai nhóm tỳ kheo này vì áp lực về phía cư sĩ nên họ đã nhận ra được là mình có lỗi với Đức Thế Tôn, xin thỉnh Tôn giả Nan Đa đi vào rừng rước Đức Phật về. Và trong cái giữa cái hội chúng, Đức Phật ngài cho họ ngồi ở một góc, và lúc bây giờ thì nam tín nữ đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi thăm rằng các vị tỳ kheo nào là những vị tỳ kheo vì cố cãi vã Đức Thế Tôn ngài mới nói đó là những vị tỳ kheo ấy ngồi đằng đó đó. Rồi Đức Thế Tôn ngài thuyết lên bài kể rằng người khác không hiểu biết chúng ta đây bị diệt, ai hiểu được chỗ ấy tranh luận được lắng êm. Có nghĩa là cái nhóm người hay cãi vã đó, cái nhóm người hay cãi vã là vì họ không có hiểu biết rằng là bản thân của họ phải bị già, bị bệnh và sẽ phải bị chết. Từng sát na, từng sát na, từng tế bào, từng tế bào danh và sắc đang có cái sự biến hoại, biến hoại.
Nếu họ hiểu được như vậy đó, chừng nào mà hiểu được như vậy thì họ sẽ không có xung đột cãi vã, phân tranh đấu tranh ly gián nữa. Cho nên ở đây đó, để đoạn trừ cái vấn đề này là chúng ta phải thường xuyên chúng ta quan sát. Có thân đây ta phải chịu sự già, không thoát khỏi sự già, phải bị bệnh không thoát khỏi sự bệnh, vân vân. Hoặc là chúng ta quan sát sắc này suy già, ổ bệnh tật một manh đóng hồi thu đổ vỡ, chết chấm dứt bằng sống. Mỗi ngày chúng ta thường quán tưởng với chinh năng y đăng rupang ruga đi thăng và phong quran phết chư thi phù thi sanh đời hồ maranan tăng hết chiều tăng. Cứ quan sát như thế đó thì chúng ta sẽ không có sự xung đột, dừng lại cái sự xung đột. Còn về vấn đề mà ly gián vọng ngôn và sanh ra ác pháp khác thì chúng ta có sự giữ giới. Khi mà chúng ta tu tập về giới là chúng ta không có nói dối, không có lường gạt người khác, vân vân. Hoặc là chúng ta sợ nghiệp quá, nghiệp quả là chúng ta không có chia rẽ, không có ly gián, không có pháp hòa hợp. Thì như vậy cái ác pháp thứ nhất mà chúng ta cần phải đoạn trừ đó là chúng ta phải tu tập nhiều khía cạnh. Bây giờ chúng ta phân lên, khi mà xảy ra cái việc dùng đao kiếm gậy trượng xung đột cãi vã, cái này là do đâu? Thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng là Arakkhaka Thikaranang Vatichat, tức là do duyên bảo thủ cực đoan. Khi mà một người, người nào cũng bảo thủ tự cho mình là đúng, người nào cũng tự cho mình là đúng, không chịu chấp nhận mình là sai, mình bảo thủ cái quan điểm đó, thế là bắt đầu nó sanh ra xung đột. Tại vì những người đó họ không có trung thực, họ không có trí tuệ, không có trung thực, lúc nào cũng cho rằng mình là đúng và không có chịu chấp nhận ý kiến của người khác. Cái sự bảo thủ đó nó mới sanh ra biến như vậy, nó sanh biến như vậy. Cho nên cái pháp kế tiếp, cái pháp trở lui, pháp thứ 8 mà chúng ta phải đoạn trừ đó, tức là cái sự bảo thủ Arakkhu. Cái vấn đề này đó là chúng ta phải ở đây chữ Arakkhu và Arakkha Thikaranang, chúng ta xài chữ bảo thủ. Bảo thủ, thủ tức là cái sự cố chấp. Nó hay hơn là chúng ta xài cái chữ hộ trì. Cái chữ hộ trì đó, thứ nhất đó, là trong cái trường hợp mà cái ác pháp mà cần phải đoạn trừ như thế này, chúng ta nghĩ rằng là hộ trì đó, thì chúng ta bị nhầm lẫn với cái việc mà như giờ chúng ta hộ trì thiện pháp, hay là chúng ta hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo chẳng hạn. Thì như vậy chữ hộ trì đó nó nằm ở trong cái nghĩa thiện, cái nghĩa lành, cái nghĩa tích cực, thì làm sao mà chúng ta liệt vào trong cái hạng là chính pháp cần đoạn trừ. Cho nên ở đây chúng tôi không có xài cái chữ hộ trì mà chúng tôi xài cái chữ bảo thủ. Chữ Arakkhu, Arakkhu xài tiếng bảo thủ nó hay lắm, thưa quý vị. Nó có nhiều nghĩa, chúng ta xài theo nghĩa tích cực và cái nghĩa tiêu cực. Chỗ này là chúng ta phải xài cái nghĩa tiêu cực. Rồi bây giờ khi mà mình có cái tâm bảo thủ thì mình cần phải đoạn trừ bằng cách nào? Ở đây thưa quý vị, chúng ta nhớ lại trong bốn cái thân phược, trong đó có cái thử thực chất thân phược. Idam sacca phin ý quê sanh
cài cho cành thác. Tức là khi mà mình bảo thủ chỉ này là đúng, chỉ có cái này là đúng, cái này là chân thật, cái khác là giả, cái khác là không thật. Khi mà thủ như vậy, thử thực chất như vậy đó, thì lúc đó thân và tâm bị ràng buộc, bị đau khổ. Bây giờ chúng ta hãy tự nghĩ, nếu mà chúng ta quá bảo thủ, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng khổ mà chúng ta quanh quẩn trong cái sự khổ. Có nhiều người họ không biết họ khổ, khổ tâm là do đâu. Nhưng người trí sau khi quan sát thì biết rằng trong cái sự kiện này chúng ta khổ tâm là do vì ta quá bảo thủ, thì người đó liền lập tức cởi mở rằng. Cho nên chúng ta cần phải tu tập để mà đoạn trừ cái sự bảo thủ đó. Mà bảo thủ là do duyên gì? Lại là cái pháp thứ bảy mà chúng ta phần cần phải đoạn trừ. Bảo thủ là do cái duyên ích kỷ hay là bổn xẻng, Maitriya. Cái chữ bổn xẻng ở đây nó không phải chỉ đơn thuần là cái sự bổn xẻng về thức ăn, về tài sản, mà chữ Maitriya ở đây nó bao gồm luôn cả cái sự ích kỷ, nghĩa là không muốn cho người khác được như vậy, không cho người khác được như vậy. Trước hết là một người họ bổn xẻng về cái chỗ ở, họ bổn xẻng về cái giai cấp, họ bổn xẻng về gia đình, họ bổn xẻng về lợi lộc, bổn xẻng về pháp, bổn xẻng về chỗ ở, tức là họ hẹp lượng về trú xứ, họ không thích cho người khác ngủ nhờ tá túc, thậm chí là dưới bóng cây nhà mình. Chúng sinh mà khi có cái tâm ích kỷ bổn xẻng như vậy thôi, người ta chỉ cần đi ở phía trước và ở trên cái vỉa hè thôi, và ở phía trước trên cái vỉa hè có một tàn cây mà người ta chỉ cần đứng lại ở đó mà án trước cửa nhà là họ cũng không thích rồi. Người ta bổn xẻng như vậy. Rồi bổn xẻng về gia đình gọi là Kula Maitriya, tức là họ bổn xẻng về cái giai cấp, kỳ thị về giai cấp. Họ cho rằng là họ ở giai cấp của quý tộc thì họ không muốn cái người ở giai cấp thấp hơn đi đến làm quen với họ, và họ không thích làm quen với người ở giai cấp. Nếu mà nói về cái vị tỳ kheo thì cái sự bổn xẻng gia đình nghĩa là như thế này, tức là mình ở địa phương có những gia đình cư sĩ quen biết hộ độ, thì luôn luôn lúc nào mình cũng vị tỳ kheo đó, vị trụ trì đó cũng lo sợ là khi mà có các vị khách tăng ở chỗ khác đi ngang qua, đi đến làng đó, những người trong gia đình đó có cái sự tôn kính, có cái sự cúng dường, có cái sự tiếp đón,
không muốn. Như vậy gọi là bổn sĩ gia đình, gọi là kula macharya. Nó có hai trường hợp gì ở trong luật. Kula macharya của vị tỳ kheo là gì? Còn ở ngoài kula macharya thì là bổn chánh vị giai cấp. La pháp macharya là bổn sẻn về lợi lộc, mình không muốn chia, không muốn chia sẻ lợi lộc của mình cho người khác, không muốn bố thí đến người khác, thức ăn thức uống hay là y phục hoặc bất cứ cái gì là sở hữu của họ thì họ chỉ muốn thâu về mà họ không muốn phát ra, cái đó là bổn sẻn lợi lộc. Còn bổn sẻn về quanh áp mới trật giá đó, tức là bổn sẻn lời khen, là có người sống ở trong đời này họ không muốn áp quanh năng phát tí, họ chê bai người khác thì được dễ lắm, nhưng mà quan phát tí tức là khen ngợi người khác thì khó. Cái lời khen của họ rất hiếm, rất hiếm, họ không chịu khen ai bao giờ. Họ chỉ thích họ được người ta khen ngợi 8 tháng thôi, nhưng mà họ không từng khen ngợi 8 tháng ai hết. Dầu thấy người kia có giỏi đi nữa, có tài đi nữa, có hơi giỏi đi nữa thì họ chỉ ganh ghét thôi, chứ họ không bao giờ tán thán. Họ cảm thấy rằng họ tán thán là họ bị tự ái. Cho nên ở trong trường hợp này cũng là một dạng bổn sẻn. Rồi bổn sẻn pháp thâm ở trên giác, tức là bổn sẻn kiến thức. Sự hẹp hồi chỉ dạy cho người khác về tài nghệ hay kiến thức, sợ người khác sẽ biết bằng mình hoặc hơn mình, thì đó là năm cái sự bổn sẻn. Do cái pháp bổn sẻn này mà nó bắt đầu nó sinh ra bổn, phải diệt trừ cái sự bổn sẻn đó. Mà cái sự bổn sẻn ở đó, cái sự bổn sẻn này nó phát sinh lên là do chấp giữ. Nếu mà một người mà có cái tâm buông xả đó thì người đó không có bổn sẻn được. Còn đằng này người đó chấp giữ, cái gì cũng nghĩ là mình, thì trong trường hợp này họ không bao giờ mà có cái tâm rộng rãi được. Về vấn đề chấp giữ bổn sẻn thì chúng ta tu tập nó tùy theo pháp mà chúng ta tu tập để chúng ta đoạn trừ dứt bỏ đó. Nhưng mà nói chung tức là cái tâm ích kỷ hẹp hòi, thiếu cái sự khoan dung độ lượng, hay là không có cái tâm quảng đại, thì những cái đó nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta biết được cái nguồn gốc này nó phát sinh ra những cái ác pháp. Khi mà mình có cái tâm cố chấp ích kỷ, mình sẽ sanh ra cái bổn sẻn. Bổn sẻn sanh ra bảo thủ, bảo thủ cực đoan thì xảy ra dùng gậy trượng đao kiếm. Cho nên chúng ta bớt đi, chúng ta bớt đi cái sự cố chấp đó. Mà cái sự cố chấp này đó, nó do duyên gì? Acho sanh, tức là dính mắc.
ấy mà mình còn dính mắc cái thứ này cái thứ kia là chúng ta có sự bám chấp, chấp giữ. Cho nên chúng ta phải tập đừng có sự dính mắc. Và khi mà chúng ta tu tập và chúng ta có cái tâm viễn ly thì chúng ta có dính mắc được. Cái sự viễn ly ở đây nó có hai cách, tức là tâm viễn ly và thân viễn ly. Cái thân viễn ly tức là mình không có bị dính mắc với cái hội chúng. Có nhiều người họ khổ là do họ quá dính mắc với hội chúng. Như ở nhà có đôi khi ông bà hay là người cha người mẹ quá dính mắc với con cháu, luôn lúc nào cũng muốn con cháu quây quần bên mình, không muốn cho đi đâu hết. Như vậy thì cái người này sống không bớt cái thân viễn ly, và người đó cũng không có cái tâm viễn ly. Tâm viễn ly là phải xả bỏ, đừng có dính mắc. Chúng ta dính mắc với cái chú xứ, dính mắc với một bộ trang phục, hay dính mắc với một món ăn mà chúng ta thích, thì chúng ta cũng sẽ làm nô lệ cho nó. Và ở đây thưa quý vị, cái chỗ này chúng ta cần phải đoạn trừ, cần phải từ bỏ. Và cái sự dính mắc đó nó do duyên gì? Ở đây sự dính mắc đó do duyên dục tham chandra raga. Chỉ dục ở đây tức là cái sự ham muốn, chandra ham muốn. Còn cái chữ tham á, tức là cái sự tham ái. Cái chữ dục tham á, nó là cái bóng của cái chữ tân hà mà chúng ta sẽ nói ở cái phần gốc. Còn bây giờ cái dục tham á, thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà một con người có cái sự ham muốn, chữ dục tham chúng ta xài cái ham muốn thì rất là hay. Khi một con người có cái sự ham muốn á, do cái sự ham muốn đó mình mới có sự dính mắc. Chúng ta tu tập, chúng ta từ bỏ cái sự ham muốn đó. Tất cả những cái gì ở trên đời này nó xảy ra mà mắt chúng ta thấy được, tai nghe được, mũi ngửi được, lưỡi nếm được, thân xúc chạm được, ý suy nghĩ được, tất cả những cái đó chúng ta cần phải như thật quán thấy bằng trí tuệ, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy thì cái dục tham không có, dục tham không có sinh khởi. Đó là cách chúng ta để đoạn trừ. Mà dục tham cái gì, do nhân duyên gì mà nó sinh khởi? Ở đây thưa quý vị, dục tham Chandra-ragu nó sinh khởi là do Vinicchayaṃ và Tichchaṃ, là do cái sự phân biệt. Chúng ta thấy cái này tốt, cái kia xấu, cái này tôi thích, cái này tôi không thích. Mình còn có cái ưa và ghét, còn phân biệt cái ưa và ghét nữa. Thì chúng ta khởi lên cái sự dục tham. Hãy chúng ta còn có cái thái độ ưa ghét là chúng ta
còn có sự phân biệt như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái lầm tham muốn. Cái này nó tinh vi lắm thưa quý vị. Nhiều khi có người ta nghĩ rằng là thì mình là người sáng suốt thì đương nhiên cái tốt và cái xấu mình phải phân biệt chứ. Nhưng ở đây thưa quý vị, cái mà chúng ta khi đi mua hàng mà phân biệt cái này tốt cái kia xấu để chúng ta mua được cái lầm đó, để cái chuyện đó là cái chuyện khác. Còn ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, mà chúng ta có cái sự phân biệt cái này tốt cái kia xấu thì lúc bây giờ chúng ta mới khởi lên cái sự ham muốn. Chúng ta không có bằng lòng với cái gì mà đã có. Những vị mà đi đầu đà tất thực, khi được Phật thực phát sanh ở trong bát, vị đó nguyện đầu đà ăn trong bát á, dầu cho cái miếng Phật thực đó nó không có ngon làm gì, nhưng mà hễ nó đã đặt vào trong bát rồi thì vị đó trộn lẫn với nhau rồi cứ nhắm mắt đó mà dùng, làm sao cho nó no bụng để sống thôi. Vị đó không có phân biệt. Chính vì vậy mà vị đó hạn chế được cái tâm tham muốn về vật thực. Còn nếu như mà chúng ta còn có sự phân biệt cũng sự lựa chọn đó, phân biệt lựa chọn thì chúng ta còn có cái để mà chúng ta tham muốn. Rồi thưa quý vị, có cái sự phân biệt lựa chọn đó là do đâu mà có? Tức là do lợi đắc. Do lợi đắc mà có. Lợi đắc ở đây tức là lạc khô, là cái mà mình đạt được. Chữ lạc khô nó bao hàm cái nghĩa bốn và cái nghĩa đen, nghĩa trắng và nghĩa đen, nghĩa bốn và nghĩa thật. Cái chữ la phô mà chúng ta xài cho cái nghĩa trắng đó thì nó có nghĩa là tiền tài vật chất phương vật. Nếu mà chúng ta xài đó là nghĩa đen thì chữ la phô là bất cứ cái gì mà chúng ta đạt được theo những ước muốn thì cái đó la phô. Cho nên Đức Phật nói khổ đế là gì? Dân ích chăng tăng nát lạc phí, nát lạc phí tí, đúc khẳng. Muốn cái gì mà không được kể, không được kể. Chữ lạc phí tí ở đây chữ là phô, danh từ nó là chữ là phô. Đạt lạc phát tiếp là không đạt được thì cái đó là khổ. Muốn gọi là cầu bất đắc, chữ đắc ở đây là lợi đắc, chúng ta xài trong nghĩa lợi đắc. Cầu bất đắc khổ. Muốn tức là cái sự mong cầu, mong cầu cái gì mà không được cái đó thì cái đó là khổ. Cho nên chữ la phát, chữ la phô ở đây đó, chúng ta tạm xài cái chữ lợi đắc, nhưng mà chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa vừa có cái nghĩa bóng, nghĩa thật, nghĩa trắng, nghĩa đen nha. Tùy theo trường hợp mà chúng ta nói. Nếu mà ta xài trong cái nghĩa thật hay là cái nghĩa trắng của cái tiếng La Pháp là ám chỉ cho tài sản vật chất không đó, thì thưa quý vị, có những trường hợp mà chúng ta, có những người ở trong cuộc sống chúng ta họ có thể bỏ được cái lợi lộc, chứ không phải ai cũng là thích cái lợi lộc hết, lợi lộc đó. Nhưng mà khi mà nói đến cái nguồn gốc của do ái mà sinh ra đó, thì ở đây là chữ la phô trong trường hợp này phải hiểu theo cái nghĩa bốn, cái nghĩa đen.
là cái gì mà mình muốn mà đạt được đó, thì lúc bây giờ nó có phát sinh lên. Thì bây giờ cái lợi đắc của mọi phát sinh là do đâu? Tức là do cái sự tầm cầu, tức là có cái tâm tỷ kiến. Thế mà có cái tâm tỷ kiến đó, thì lúc đó nó mới có cái sự ước mơ. Mà có cái sự tìm kiếm Pariyasana thì lúc đó mới được lợi đắc. Rồi bây giờ tầm cầu là do duyên gì? Tức là do ái. Một vị thánh đại diệt ái thì vì đã sống không có tầm cầu. Còn như phàm phu chúng ta ái còn, do đó cho nên sống luôn lúc nào chúng ta cũng tầm cầu. Và từ ái mà sanh ra tầm cầu, rồi tầm cầu sanh ra lợi đắc. Cái lợi đắc, cái do duyên lợi đắc mới có cái sự phân biệt. Có sự phân biệt thì mới có dục tham thì mới có dính mắc ra thì mới có chấp giữ thì mới có cái tâm ích kỷ bổn sẻn. Ích kỷ bổn sẻn thì mới có cái tâm bảo thủ. Do duyên bảo thủ cực đoan mới xảy ra nghệ trưởng, đau kiếm xung đột, cãi vã vân vân. Thì như vậy nếu mà chúng ta học hiểu để mà chúng ta đoạn trừ, ta đi ngược từ dưới lên trên, phân từ ở dưới pháp số 9, chúng ta đi dài lên cho đến cái sự tầm cầu do ái làm gốc, ái là căn nguyên. Hoặc là chúng ta học từ cái gì do ái làm căn nguyên, rồi cái đó nó sanh ra cái gì, cứ tiếp tục như vậy chúng ta tính theo chiều xuôi và chiều ngược. Như vậy thì chúng ta đứng ở cái góc nào mà chúng ta phát hiện được đó, thì chúng ta diệt trừ, đoạn trừ cái pháp đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang bị chi phối đến cái giai đoạn là chúng ta có cái tâm chấp giữ số 6. Do cái sự dính mắc mà chúng ta có tâm chấp giữ. Vừa khi chúng ta nhận thức được cái sự chấp giữ này là nó sẽ đưa đến hậu quả không tốt về sau này, thì chúng ta đoạn trừ cái pháp đó liền. Hoặc là chúng ta để muộn qua đến cái chỗ thứ 8 là bảo thủ, thì chúng ta suy nghĩ rằng chính do bảo thủ cực đoan nó sẽ sanh ra hiền khích đao kiếm gậy trượng vân vân, thế chúng ta đoạn trừ ngay cái pháp đó liền. Thì như vậy chính cái pháp này đối với pháp cần đoạn trừ, có nghĩa là chúng ta nên biết cái sự tập khởi của cái pháp đó nó phân từ gốc lên tới ngọn và từ ngọn cho xuống cho tới gốc, tức là ái tham, ái tanh hà. Nhưng mà gọi là chính pháp cần đoạn trừ đó là chúng ta đoạn trừ từng giai đoạn, từng lúc chỗ nào mà chúng ta phát hiện ở đâu thì chúng ta đoạn trừ ở đó. Chúng ta nhớ vậy. Khi mà chúng ta đang đi mà hễ chúng ta trước khi đi chúng ta nên xem cái bản đồ, chúng ta học hỏi cho rành, đừng để cho đi lạc đường. Nhưng mà lỡ đi lạc đường hết một cây số, một km rồi, chúng ta phải dừng lại, quay trở lại để đi chỗ khác. Chứ đừng nghĩ rằng mình lạc đường rồi mình đi tới luôn, thì như vậy chúng ta sẽ mất đi cái mục đích của mình. Lạc đường một cái số thì dừng lại, hoặc hai cái số dừng lại, hoặc ba cái số dừng lại. Hãy phát hiện ra mình đã bị lạc đường.
trường thì ở lúc nào thì chúng ta nên chặn đứng lúc đó cũng vậy. Khi mà chính pháp này nó sinh khởi, không phải là sinh khởi một lần mà nó sinh khởi theo giai đoạn, mà hễ đến cái giai đoạn nào mà chúng ta phát hiện những cái ác pháp đó thì chúng ta phải đoạn trừ cái pháp ác pháp đó. Nhưng mà vì những cái ác bất thiện pháp này, mặc dù nó có từng giai đoạn nhưng nó đều sau khi phân ra thì bắt đầu từ cái nguồn gốc, từ cái cội rễ là tham ái, gọi là tanh hạ mù la ca. Cho nên đối với pháp là như vậy. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái thời pháp thời giải hôm nay. Và bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ hợp, không biết Phụ Khê Ma đưa tay lên có cái ý nghĩa gì, có muốn cái gì. Xin thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kích kinh Thượng tọa Tuệ Sư. Bạch Thượng tọa Tuệ Sư, thông thường trong cuộc sống của chúng ta mà những cái va chạm đối với xã hội xảy ra đó, những chuyện làm cho chúng ta bực mình, tức tối hay là phiền não đó, thì chúng ta hay đổ lỗi, chúng ta hay trách móc người khác, do người này làm thế này, do thế kia, do bên ngoài. Nhưng mà khi mình học những đoạn mà đoạn kinh ở trong kinh điển ở trong Phật học đó, thì mình thấy rằng Đức Phật ngài thường khuyên chúng ta nên nhìn lại bản thân của mình, những phiền não nội tại, thì cái góc nhìn đó nó có tác dụng như thế nào. Xin Thượng tọa Quang Hỷ nói rõ thêm về điểm này, kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, chúng ta cũng không thể nói hoàn toàn là chúng ta nên nhìn từ cái góc cạnh nguyên do bản thân mình. Mà chúng ta phải tùy theo trường hợp. Nhưng mà trước hết á, khi nào mà bản thân mình nó có sự chi phối phiền não và bắt đầu mình có những cái động thái phản kháng mà thuộc về ác bất thiện pháp, thì lúc đó chúng ta phải tự cảnh tỉnh mình, từng đỡ bản thân. Có nhiều người ấy, thì họ khi mà họ đánh đập khác, họ sân giận, họ đánh đập đã thương người khác, rồi đến chừng mà bị cảnh sát, bị công an bắt họ đi vào ở trong tù, rồi hỏi họ tại sao họ làm như vậy, tạo sẽ đánh đập người khác, thì họ không có nhìn lại bản thân họ vì họ sân giận thôi,
mà họ chỉ nói rằng tại vì người đó đã xúc phạm họ, người đó đã như thế này, đã như thế kia cho nên họ mới tức giận. Họ làm gì? Họ làm giống như là cái chuyện mà họ giận đó là cái điều phải, cái điều phải có, điều phải làm. Họ luôn luôn họ biện bạch và họ bưng bít cho cái tâm phiền não, cái tâm xấu của họ, cái hành động xấu của họ. Thì trong những trường hợp này đó là chúng ta phải nhìn lại từ cái góc cạnh nguyên do bản thân mình. Còn hễ khi nào mà chúng ta va chạm ở trong cái cuộc sống, chúng ta va chạm trong cuộc sống và chúng ta chưa có những cái động thái phiền não, chúng ta chưa có những cái động thái phản kháng người khác, thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mới nhìn từ cái góc độ ở bên ngoài. Đời là như vậy, cái sự việc đó là do thế gian là như vậy, chúng ta phải nhìn. Cho nên tùy trường hợp tùy lúc, tùy trường hợp tùy lúc. Thí dụ như bây giờ khi mà chúng ta ra chợ, chúng ta mua trái cây, mua thức ăn, thì ngay trong cái lúc đó đó là chúng ta phải nhìn cái góc độ xem coi cái loại thực này nó có độc hại hay không, nó có ảnh hưởng tới sức khỏe mình hay không mới mua. Thì lúc mà chúng ta mua đó, lúc đi chợ, đi siêu thị mà chúng ta mua thực phẩm đó, thì chúng ta mới nhìn cái góc độ ở bên ngoài. Nhưng mà khi chúng ta về, chúng ta đã mua rồi và chúng ta về chúng ta ăn mà bắt đầu nó có cái sự diễn cơ thể bị ngứa ngáy hay là bị chột bụng, đau bụng chẳng hạn, thì lúc bây giờ thưa quý vị là chúng ta phải nhìn cái góc độ bên trong, là mình phải biết là cái cơ thể mình bị dị ứng như vậy, bây giờ nó khó chịu như thế nào, mình phải uống thuốc gì, mình phải đi bác sĩ ra sao, chứ không bao giờ mình vừa bị bệnh đau bụng như vậy rồi cái mình vô mình mở tủ lạnh ra để mà đi tìm trái cây đó mà chúng ta nghi cứu, thì trong trường hợp là chúng ta chết. Lúc này là cái lúc mà chúng ta không nhìn cái bên ngoài nữa, mà chúng ta phải nhìn thẳng vào bên trong để chúng ta giải quyết, cũng như trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chừng nào mà chúng ta nội tâm mà nó có nội tâm hay là hành vi mà nó có những cái động thái bất lợi, bất thiện, thì lúc đó chúng ta muốn trị, muốn chặn đứng nó lại là chúng ta phải nhìn từ bản thân mình. Còn khi nào mà cái sự kiện xảy ra mà chúng ta chưa có động thái gì hết, thì lúc bây giờ là chúng ta mới quan sát, mới nhìn ở phía bên ngoài do nguyên nhân người này gây ra, người kia gây ra, rồi chúng ta có một cái sự đối phó. Chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta tìm cái cách để chúng ta đối phó. Thì như vậy trong cuộc sống của chúng ta không hẳn hoàn toàn là khi mà chúng ta va chạm trong cuộc sống đó, là chúng ta không hẳn hoàn toàn là chúng ta đều đổ lỗi cái nguyên do từ bên ngoài hay là do người khác. Bởi vì những cái trường hợp, có những trường hợp đó, cái sự việc người ta làm không có chuyện gì nó lỗi lầm hay quá đáng, nhưng mà tại vì do cái tâm cố chấp của mình, thì trong trường hợp mình phải tự biết để mà chúng ta bỏ cái gì.
Nhưng mà có những trường hợp đó, chúng ta cũng không nên chỉ nhìn cái bản thân của mình, bởi vì trong trường hợp như đối với các vị A-la-hán hay như Đức Phật, thì lúc bây giờ khi mà gặp trường hợp của kẻ côn đồ tại xứ Kosambi mà do Thư Phi Magadhyaya vướng bọn côn quan đón đường mắng chửi ngài, mắng chửi ngài thậm tệ, lúc đó ngài đâu có nhìn lại cái bản thân ngài coi ngài đã làm cái gì đâu. Ngài hoàn toàn thanh tịnh, ngài biết rõ như vậy, cho nên ngài chỉ nhìn chúng sanh, ngài nghĩ rằng vị Sa Môn là cái chỗ nhắm của mọi người, hãy lấy cái sự nhẫn nại để làm sức mạnh, vân vân. Ngài khuyên tôn giả Nan Đa như vậy. Thì cho nên trong trường hợp nào chúng ta nhìn lại mình thì chúng ta nhìn lại mình, trường hợp nào chúng ta nên nhìn ở bên ngoài thì chúng ta nên nhìn ở bên ngoài. Chúng ta không phải là chúng ta nhìn từ góc cạnh khác. Còn sở dĩ bài học ngày hôm nay đó được nói đến như thế này là vì Đức Phật ngài muốn giải quyết một vấn đề là từ cái chúng sinh mà xung đột từ đâu mà có. Chúng sinh mà có cái sự xung đột, nghị trượng đao kiếm, cãi vã phân tranh, ly gián bộ ngôn và những ác hoặc thiện pháp từ đâu mà có. Cái trường hợp này là nói đến cái tập hội nội tại, tức là từ đó cái sự xung đột nó từ bảo thủ, mà bảo thủ do bọn sẻn ích kỷ, bọn sẻn là do cố chấp, chấp giữ là do dính mắc là do dục tham, dục tâm là do phân biệt do lợi đắc là do tầm cầu, và cái sự tầm cầu đó là do ái mà ra. Thì như vậy ở đây đó là Đức Phật ngài đã giải thích nguyên do vì phát sinh lên những cái ác bất thiện pháp này, chứ không phải là ngài kêu chúng ta là mỗi chuyện là chúng ta phải nhìn lại bên trong. Chính thưa sự trả lời cái câu hỏi thường gọi giới đại như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sao tu? Bạch Thượng Tổ Sư xin hỏi Thượng Tổ một câu rồi để Thượng Tổ định nghĩ. Bạch Thượng Tổ Sư, chúng ta thường có một điều hay bực bội trong cuộc sống đó, là mình nghĩ rằng mình không muốn đụng chạm ai, mình sống cuộc sống rất là hiền hòa, nhưng mà mỗi chuyện tai bay họa gửi nào đó nó vô cớ xảy ra. Nhưng mà kỳ thật thì Đức Phật ngài dạy rằng các pháp do nhân do duyên, nó có những căn nguyên sâu xa, có thể chúng ta thấy chúng ta không thấy thôi. Thì nếu mà chúng ta nghĩ đến căn nguyên sâu xa đó, nó có tác dụng như thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa quan hệ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một điều mà chúng ta rất dễ dàng là khi mà chúng ta nghĩ rằng khi không vô cớ chuyện đó là xảy ra, khi mà chúng ta nghĩ rằng chuyện xảy ra vô cớ thì chúng ta bực mình. Do vậy hãy khi mà chúng ta biết nhìn vào những cái căn nguyên, những cái tập khởi, cái gì nó cũng xảy ra có duyên cớ, thì lúc đó cái tác dụng là chúng ta không có bực mình được. Chúng ta không có bực mình. Thậm chí thưa quý vị, người mà tu học Phật pháp đó,
chúng ta cũng phải biết hãy khi mà hiện tại không có quán, không có chọc ghẹo gì ai, mà đang không cái người ta đi ngang ta ghét người ta phun nước miếng chúng mình, hoặc là người ta nói sắc bệnh câu mà mắng chửi mình cái, hoặc là người ta đánh mình cái, lúc đó chúng ta suy nghĩ đến nguyên nhân này. Tại vì luân hồi khổ là như vậy, vì có sự luân hồi khổ là như vậy. Hoặc là chúng ta suy nghĩ vì còn hiện hữu trong cuộc sống này, hiện hữu cái thân ngũ uẩn này là còn nhiều cái chuyện phiền phức như thế, thậm chí chúng ta suy nghĩ đến cái nguyên nhân đó cũng giúp cho chúng ta không có bực mình được. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta không cần nhìn vào những cái nguyên nhân sâu xa lắm, chúng ta chỉ cần nhìn cái nguyên nhân đó đủ rồi. Nói như một vị Sa Di A La Hán, một vị Sa Di đệ tử của vị trưởng lão Thích Sát. Vị trưởng lão vốn là một người phạm nhân, nhưng mà có một đệ tử thì vị đó lại là bậc trí tuệ, bậc thánh. Một ngày kia hai thầy trò trên đường đi về sau khi để viếng thăm Đức Phật, dọc đường hai thầy trò ghé túc ở tại ngôi làng, một ngôi nhà trống, thì nghỉ ở đó được đêm đến đêm thứ ba theo luật, thì vị Sa Di đó phải thức dậy sớm và rời khỏi cái chúng xứ đó để cho vị tỳ kheo không có bị phạm tội, ngủ chung với Sa Di hai ba đêm. Vào cái đêm thứ ba, lúc mà vào cái cảnh cuối, thì vị thầy trong đêm tối cầm cái cán quạt mới lai gọi đệ tử của mình thức dậy để đi ra ngoài đi kinh hành đi, cho đến khi trời tỏ rạng rồi vào. Nhưng mà lúc mà vị thầy cầm cái cán quạt mà không ngờ rằng cái vị Sa Di đó, vị đó đâu có ngủ, đâu có ngủ mê, cho nên cái canh cuối đó vị đó ngồi dậy và bắt đầu nhập thiền. Thì vị thầy quơ cán quạt trúng ngay con mắt, đau. Sáng hôm sau vị Sa Di một tay bệnh con mắt, còn một tay thì lo đi lấy nước dạy răng để dâng cho thầy. Thì vị thầy thấy mới hỏi mắt con sao vậy. Vị Sa Di đến thân định nói, hỏi đôi ba lần thì vị Sa Di mới nói rằng vì hồi kinh khuya này đó, ngài dùng các quạt để lai gọi đánh thức con, mà ngài quơ nhầm bộ mắt lúc con đang ngồi. Thì lúc đó ông thầy hối hận quá, thấy đệ tử nhỏ tội nghiệp quá, mới xin lỗi. Vị Sa Di mới nói rằng là cái này không phải lỗi tại thầy, mà cũng không phải lỗi tại con, lỗi tại luân hồi. Thì có luân hồi cho nên mới chịu, có cái thân này mới chịu khổ vậy. Cho nên ở cuộc sống của chúng ta cần phải hiểu hai chuyện. Thứ nhất là không có chuyện gì của, khi mà chúng ta nhìn thấy thực tại gần nhất đó, chúng ta mới nói là khi không vô duyên vô cớ chuyện đó xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra mà vô duyên vô cớ hết. Nó phải có cái duyên cớ đó, nó không trực tiếp thì cũng là gián tiếp, không gần cũng là xa. Thứ hai nữa,
là chúng ta nên nhìn vào những cái nguyên nhân gì mà phát sinh lên cái sự kiện này. Chúng ta hãy khép tắt ý để suy nghĩ về cái nguyên nhân đó một cách có trí tuệ, để mà chúng ta không có sự bực mình và chúng ta có sự nhàm chán để chúng ta tiến hóa. Đó là cái mà chúng ta tu tập. Bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa giúp đỡ trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Lẽ ra thì để thượng tọa từ xưa đi nghỉ, nhưng mà xin có một câu hỏi chót rồi để thượng tọa trả lời xong rồi thượng tọa để khoan nghỉ đi nghỉ. Trả lời thêm một câu rồi đi nghỉ. Và thượng tọa từ xưa trong chính pháp mà chúng ta thấy tại đây đó, thì tám pháp không, chắc chắn là phiền não, nhưng mà có pháp là chữ La Phô là lời đắc. Lời đắc là một cái hiện tượng khách quan, hiện tượng xã hội, hay là lời đắc là một phiền não? Xin thỉnh thưa tổ nghĩ trở lại để giải thích thêm về điểm này. Kính thỉnh thưa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chữ lợi đắc, chữ La Phô chúng ta phải xài tùy theo cái ngữ cảnh. Nhưng mà ở đây cái tiếng lợi đắc á, thì chúng ta nên biết cái này không phải là phiền não. Nhưng mà cái lợi đắc đó, đó là cái nguyên nhân cho phát sinh phiền não. Như khi mà chúng ta nói tám cái pháp thế gian gọi là Lokottama, thì Sukha, Dukha là vui khổ, hay là Nidra Prasansa tức là khen chê, La Phô Lô Phô là được mất, chữ La Phô thì vậy là được, được mất, Yaso Yaso là vinh nhục, là được danh mất danh. Thì cái chữ La Phô trong trường hợp này chúng ta nên biết nó chỉ là một sự kiện có được, cái đó thì chưa phải là một phiền não. Mình dính mắc với cái khó được đó, hay là mình đau khổ khi mà mình mất cái được đó, mình mất cái là cái lợi đắc đó, thì cái đó mình khổ tâm. Thì như vậy này cũng phải phiền não. Tại sao chúng tôi nói cái chữ La Phô ở đây nó chỉ là một hiện tượng bình thường, một hiện tượng xã hội thôi, mà không gọi là phiền não? Vì rằng ở trong cái đó rằng La Phát Sắc Ca rằng khi lợi đắc cung kính phát sanh lên cho Đức Phật nhiều, thì khiến cho các
ngoại đạo sư, họ có cái sự ganh tị, ghen ghét. Thì như vậy cái tiếng lợi đắc cung kính đó là sẽ thường, nó đó là cái hiện tượng xảy ra là tự nhiên thôi. Chứ nếu như đó phiền não thì làm sao chúng ta nói La Phô mà khởi lên cho Đức Phật được. Nhưng mà tiếng La Phát Sắc Ca Rắc lợi đắc cung kính thì chúng ta phải hiểu cái đó ám chỉ cho những lời lòng của nó phát sanh. Cái lợi đắc cung kính mà nó phát sanh lên đó, đối với cái người đã giải thoát rồi, người đã giải trừ phiền não thì cái đó nó không có hại gì, vì nó không có phiền não, nó không phải là phiền não, và cái vị đó cũng không có cái sự tham đắm, vì đã biết cách để mà thọ nhận mà không có. Chỉ có cái người thiểu trí khi mà được lợi đắc cung kính đó, thì họ cũng giống như là cái cây tre mà nó trổ bông thì cây tre nó chết, cây chuối mà nó trổ buồn ra trái thì chuối đó nó sẽ tàn. Một con ngựa dầu dỗi nhưng mà nó mang thai thì nó sẽ bất lực. Cũng vậy, kẻ ngu mà được lợi đắc cung kính do cái sự tham đắm đó mà khiến cho cái não đầu bị tổn hại, thì như vậy cái hiện tượng mà lợi đắc cung kính cái đó là chỉ là hiện tượng xã hội thôi, chứ chúng ta không nói rằng cái đó là phiền não được. Trong khi đó cái ca má là dục thì nó tùy. Chữ dục, chữ ca má nó là một cái tên gọi cho những cái cõi có sắc thân khi bị xúc. Mà chữ dục ca má còn hiểu cái nghĩa quá thức là vật dục, là cảnh sắc cảnh thân khi bị cái xúc. Còn chữ dục ca má khi mà nói khi lê sắc ca má, tức là dục phiền não dục đó, thì chúng ta mới nói là tham. Cho nên chữ ca má thì chúng ta nói được, nó vừa là cái hiện tượng vật chất và nó cũng vừa là phiền não nữa. Còn cái chữ la phá thì không, nó chỉ là hiện tượng vật chất thôi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu hỏi này. Xin thỉnh Thượng Thừa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bồ Tát. Sa thú kinh sư, để thỉnh Thượng Thừa Sư đi nghỉ. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho cô theo luật số 4. Dạ. Thưa Thọ Đăng, chúng ta thường thấy một điều rằng đối trước những cái nghịch cảnh, những cảnh trái nghịch lòng, nhất là những cái va chạm trong cuộc đời, thì thường nghĩ rằng mình có hai cái sự lựa chọn thôi. Một á, là mình đương đầu một cách mạnh mẽ. Và thứ hai đó, là chúng ta rút lui, hay chúng ta chịu thua nhã một cách hèn nhát. Và hai quan niệm này thường nó bắt buộc chúng ta phải lựa chọn, một là chúng ta thúc thủ một cách hèn nhát, hai là chúng ta phản ứng manh động. Nhưng mà đối với cái nhìn của Phật Pháp á, thì chúng ta còn có một cái những cái cách xử lý nào khác nằm ngoài hai cái đó hay không? Kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Alo. Thì nếu mình nói trong cái
cái sự mà xử lý đó thì mình đương đầu hay là mình né tránh thì cũng phải tùy coi tùy cái chuyện của gì. Thường thường ví dụ mình thấy do dữ trâu bò dữ thì mình chắc chắn phải né tránh rồi, hay là những người mà họ hung bàn bạo ngược thì chắc chắn mình phải né tránh. Nếu mình là người trí mình sẽ không đương đầu, tại vì thật sự ra thì mình thấy như Đức Phật ngày dạy đó, nghĩa là mình đương đầu với cái phiền não của mình đó, thì mình phải đối diện với cái phiền não của mình. Nhưng mà thật sự ra khi mình với đời thế gian đó thì mình giống như con bò mà nó gãy sừng đó, thì nó hay con bò có sừng gì, con bò có sừng nó sẽ hiếu chiến, mà con bò gãy sừng đó, thì gặp con bò nào nó cũng sợ. Là sợ như vậy đó không có nghĩa là sợ như vậy không có nghĩa là mình hèn nhát, mà sợ như vậy đó, vì mình thấy đời có nghĩa là cái người tốt đó, thì họ sẽ có cái cách khi mà mình dù mình né tránh họ cũng có cái cách họ nhận diện được mình. Nhưng mà khi một cái người mà họ hung tàn bạo ngược đó, hay là họ có cái tâm ác đó, thì họ không biết mình, nó thấy mình họ coi như là mình hèn nhát đi. Nhưng mà thật sự ra mình tránh sự đụng chạm. Bởi thường thường quý vị thấy rằng á, nếu mà mình nói đối với Đức Phật á, thì Ngài chỉ dạy mình đương đầu với cái phiền não thôi. Cái đương đầu với phiền não có nghĩa là phiền não của mình phải biết phiền não của mình, để hay là mình biết cái khuynh hướng mà cái phiền não của tâm mình đó, để mình tu tập. Cái điều đó là mình nên biết, còn đối với mình nên đương đầu, chứ còn đối với người đời đó, thế gian đó, thì nó rất là hệ lụy quý vị, có nhiều cái hệ lụy. Nên đó, chúng ta nói rằng chúng ta đương đầu hay là né tránh đó, thì mình cũng phải tùy cái chuyện mà mình né tránh, tùy cái chuyện mình đương đầu, chứ không phải là tất cả mọi chuyện mình đều đương đầu, cũng phải không phải là tất cả các chuyện mình đều né tránh mà được, vì né tránh đó, mình không có giải quyết được. Mình thường nói ví dụ như mình té trên đất đó, thì mình phải chống trên đất mình đứng dậy, chứ không thể nào nắm lên hư không mà đứng dậy. Thì mình có cái thân này khổ đó, thì mình phải đối diện với cái thân này. Nhưng mà mình khôn ngoan, ví dụ như mình thấy cái thân này đói khát bệnh hoạn rồi đủ thứ cái chuyện này kia nọ đó, thì mình phải mình biết nó được như vậy thì mình nỗ lực mình tập thôi, mình nỗ lực mình tu tập. Lúc nào mà nó khỏe khoắn này kia nọ thì mình tạo những cái thiện nghiệp, mình tu tập những cái thiện pháp. Còn lúc mà nào mà nó bệnh hoạn thì mình suy xét để mình thấy cái thân thể này là vậy, nó cũng không có bền bỉ, nó cũng không có, nó không phải là ta hay của ta mà sai khiến nó được, mà nó tùy theo cái duyên thôi. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự đương đầu manh hay là cái sự né tránh hèn nhát á, thì thật sự ra thì mỗi người á, khi mà mình tu tập đó thì mình sẽ tự chọn cái điều đó mình nên né tránh hay là điều đó mình nên đương đầu, tự mình lựa chọn. Tại vì thật sự ra thì cái lựa chọn là cái tâm của mình, bởi vì cái tâm mình ứng xử lúc bấy giờ như thế nào, mình khéo tu tập đó, thì cái tâm ứng xử của mình nó mềm mỏng, mình có thể né tránh những việc mà người trí né tránh thì mình cũng né tránh. Còn nếu mà đương đầu đó thì người trí đương đầu thì mình cũng đương đầu. Nếu mà mình là cái người có cái tâm tu tập và có cái tầm nhìn hiểu biết về lời dạy của Đức Phật đó, thì mình sẽ thấy mình sẽ chọn như là các cái lời dạy của Đức Phật, các bậc thánh đã trải qua. Còn nếu mà những cái chuyện không có đương đầu đó, mà đi đương đầu đó thì rất là nguy hiểm. Những chuyện phải đương đầu thì mình phải đương đầu thôi. Thành ra mình sống mình hiểu. Nên Đức Phật nói rằng con người của mình đó, thì có lúc đó, mình giống như chiến sĩ để mình chiến đấu, nhưng mà có lúc đó, thì mình coi mình giống như con một đứa trẻ chiên đã cái giai đẳng giai cấp hạ đẳng, gặp ai mình cũng né tránh hết. Thì có lúc mình mềm như vậy, có lúc mình cứng cũng cứng như vậy, thì mình mới thấy được những cái gì mà cần thì mình biết cách để mình vượt qua, chứ không phải là lúc nào mình cũng cứng là được, hay là không phải lúc nào mình cũng mềm mà được. Lúc cần mềm thì mình mềm, lúc cần cứng thì mình cứng. Như vậy thì mình mới có thể vượt qua được.
Thì ở trong cái câu hỏi Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy, không biết có hết ý với Thượng Tọa chưa, nếu có gì thì thỉnh Thượng Tọa nói thêm. Con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa. Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền nghe được, xin Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho cô thảo luận số đọc. Dạ. Một lần nữa chúng tôi sẽ hỏi quý Phật tử, có vị có đọc được câu thảo luận chúng tôi post lên câu về kết thúc bằng dấu chấm hỏi đó, quý vị có đọc được không? Dạ. Thượng Tọa Tuệ Quyền ở thưa tôi Tuệ Quyền, về hôm nay chúng ta học về chín chi pháp, nhưng mà trong chín chi pháp được nêu lên thì chúng ta những chi pháp như là ái, tham dục, dính mắc, chấp giữ, thủ hộ, tới năm chi pháp nó đều liên quan tới trạng thái tham rồi. Để phân biệt ra những điều này thì tương đối là chúng ta cần phải biết về những ngữ, về từ vựng, nhưng mà rồi để nhìn thấy nó, nhận ra mặt mũi của nó trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta cần cái gì? Phải chăng là chúng ta chánh niệm hay là chúng ta cần thế nào đó để chúng ta có thể biết rõ phân biệt những chi pháp này? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bố Thầy, chứ Nam mô Tham Ma, chứ Nam mô Sanh Khai, chứ giờ tôi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Còn kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Thích Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng. Đến Đức Nguyên Thông cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng mà chư Phật tử. Dạ, quả thật như vậy, nếu như mà đọc theo Kinh Thánh, mà hôm nay cái bài kinh thì chúng ta thấy trong cái đời sống nó diễn, nó xuyên qua cái đời sống của chúng ta rất là nhiều. Nếu như chúng ta không có một cái gì, bây giờ chúng ta có. Chúng ta nói chẳng hạn như bây giờ chúng ta có cái duyên lợi đắc, tức là chúng ta có cái lợi, có cái tiền của, có cái danh vọng vân vân. Thì có cái đó thì nó duyên cho cái, có cái sự phân biệt liền. Phân biệt rất nhiều được của pháp phân. Rồi từ cái chỗ mà cái đời sống thực tế chúng ta làm vậy đó. Từ cái chỗ mà chúng ta thấy khi có lợi đắc xong thì chúng ta ở ngoài cuộc sống xã hội nó kêu tức là coi như là giàu, bắt đầu chúng ta sanh ra cái phú quý, sanh lễ nghĩa, cái tiền của trong cái quý trọng sanh ra cái lễ nghĩa này, cái lễ nghĩa kia, tức đây chính là có sự phân biệt. Mà chính có sự phân biệt đó, chính là nó có tham dục. Thì chính vì cái chỗ phân biệt đó, chính chúng ta thấy là cho rằng mình như thế này, cho rằng mình như thế kia, tức là tham ái nó khởi sanh. Mà khi tham ái khởi sanh thì chấp trong cái tham ái đó. Mà chúng ta biết ngày hôm nay ở Việt Nam kêu tức là có tiền cổ một chút xíu thì người ta ném về, người ta tăng mình lên gọi là đại gia, hay đại gia. Thì chẳng hạn như vậy thì chờ nghĩ rằng mình đại gia rồi, cái chỗ mình cảm thấy dễ bị và mình dính mắc cái chỗ mình là người chặt tiền của giàu có à nghe, và thế là mình dính mắc ở trong cái chỗ đó. Và từ cái chỗ dính mắc đây chính là chúng ta đã chấp thủ nó rồi, thì nó bắt đầu mới đưa đến cái sự chấp thủ bảo bọc
cái giá trị giàu của mình, nghĩ rằng mình là giàu như thế này, mình như thế kia, thì ở dưới đó thôi là chúng ta thấy đã là một điều hết sức là mệt mỏi rồi. Và từ cái chỗ chấp thủ đó, nó chấp thủ cả luôn tiền, danh vọng, sự nghiệp, tất cả những điều chúng ta có. Thời xưa thí dụ như về chúng ta không có một cái nhà, không có một cái xe đẹp, không có cái nhà đẹp, hay là không có đất đai nhiều vân vân, thì chúng ta cảm thấy nhẹ. Nhưng ngày hôm nay đã có rồi thì ta thấy nó bảo bọc và nó người ta giữ gìn trong một trạng thái tức là rất là lo lắng và sợ sệt, nó sẽ mất đi, nó sẽ mất đi cái gì, cái sự giàu có của mình. Nhưng điều kính thưa quý vị, dù cho có như thế nào, bắt đầu từ đó nhiều khi đó trên tinh thần thực tế luôn mà chúng tôi đã thấy có một số người Phật tử nhiều khi mà nghèo đó, họ có thể làm các cái công rất là dễ dàng, nhưng nhiều khi họ có tiền một chút xíu đó, cái tâm của họ đó thì có thể họ sẽ nghĩ rằng mình có nhiều tiền của thì có thể mình họ làm nhiều, nhưng điều khi họ có nhiều thì chắc họ làm được nhiều. Có thể nói rằng ở đây chính là cái gì, do cái trạng thái khi họ có và đồng cái họ từ cái chỗ chấp thủ đó, cho nên họ có cái tâm bọn xẹt, có cái tâm mà chấp thủ giữ gìn đó rất là sợ sẽ mất đi. Và từ cái chỗ bỏng xẻn nó lại rơi vào cái khổ đau nữa. Chúng ta thấy từ cái trạng thái đó thì ở trong cuộc đời này mà không có làm được các công đức gì cả. Nhiều khi mà ở trong cuộc đời sống bằng một cái tình, tức là đồng vui cộng khổ, nhưng được đồng cộng khổ nhiều chứ ít có đồng vui được. Vui bởi vì họ sợ mất đi một cái tiền của họ, mất đi một cái địa vị, mất đi một cái danh vọng hư hỏng của chính họ, cho nên họ rất là bảo thủ. Mà cha đi giá họ xuất hiện, mà khi mà trong bổn sản xuất hiện thì làm sao mà dám cho ra. Và cứ như thế thì kính thưa chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời này, từ cái chỗ bổn sản đó và nó sinh ra cái bảo thủ Macchariya và Arakho, nó duyên cho Arakho này, đó chính là một cái sự cũng là bảo thủ nữa, cũng là chất giữ nữa. Rồi có một chuyện thôi, chúng ta thấy bổn sản ngoài cái tiền của, rồi bổn sản về tư cách, bổn sản về cái sự tiếp đãi. Hồi xưa đó thì nghèo nghèo với nhau, người ta còn nói những còn thân tình với nhau. Bây giờ nhiều khi người ta sợ gần những cái người mà ít của ít tiền hơn. Có lẽ là làm như vậy thì không có bảnh, không có lớn lao vân vân. Cái cách nó như vậy đó. Tại vì họ suy nghĩ rằng cái cách của chính họ đó là họ phải thể hiện như vậy. Có một vị này, chúng tôi nhớ hồi xưa có chúng tôi có một sư ông tưởng cho mình có học một xíu, rồi ông nghĩ rằng là ông nhìn xuống ông thấy anh em huynh đệ không biết ông nghĩ hơn cái gì không biết, nhưng để ông không giờ tôi không nói chuyện với sư, tôi phải tìm một cái người mà lớn hơn, cũng như thầy của cái sư nói chuyện với tôi được. Quý vị biết có những người họ rất là khùng, có những người có một chút xíu cái gì đó cũng chẳng có biết nữa, thì họ lại khởi lên những cái tâm gọi là cái phân biệt. Những người không có mà họ còn suy nghĩ như vậy, cho nên nó chi những người mà có chút đỉnh gì đó họ lại càng khua môi múa mỏ, mà sự thật ra chẳng có cái gì cả. Và trong cuộc đời này cũng vậy, những con người mà có một cái do cái cách duyên mà từ mà lợi đắc rồi tới coi như là phân biệt, rồi tới tham dục khởi sanh, rồi dính mắc ra, rồi chấp thủ, rồi bỏn sẻn, rồi bảo thủ vân vân, thì nó nguyên một cái rất như vậy. Thì những con người này rồi lăn trôi chút xíu là mất đi. Một số người họ được nhiều khi may mắn ở Việt Nam kêu là trúng đất, hay hoặc là họ bán đất,
con số người nghèo cài sâu cuốc bẫm từ xưa tới giờ. Thế bây giờ cái đường, cái chỗ đó nó có một cái dự án, có chuyện gì dành gì đi qua, cấp độ được chút xíu tiền của gì đó, hay là được người ta mua một chút xíu chút tiền của gì đó, cái tỏ ra mình là coi như là sáu ảnh, tỏ ra mình đại gia. Mà được có cái bữa là coi như là mất tiêu hết trơn. Tại vì đại gia khi mà họ lao vào chơi bời trác tán, thì thế là những cái tâm tư như vậy, rồi họ chính trước nhất là họ bỏ sẻ, họ chấp thủ, rồi cuối cùng rồi họ cũng hoàng lai là thôi. Những gì mà họ không có thì cũng không có. Cho nên cái trạng thái tâm như thế, đây là trong đời sống thực tế. Nếu chúng ta không có cái sự tu tập, không có một cái sự khéo để đoạn trừ, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống này ngay chính thưa quý vị. Một người tu cũng vậy, nhiều khi mình có một cái vật gì đó và mình cũng dễ bị cái rơi vào một cái chấp thủ, từ cái bỏ sẻ cái chấp thủ. Thật sự có một vị cũng rất là lạ, nhiều khi đọc ở trong kinh hay trong chú giải hay chỗ này chỗ kia, hỏi họ không có nói, họ cho rằng cái đó nói chỉ ra cho cái điều hay, cái điều lạ này cho người khác nghe. Và chính do cái duyên họ hiểu sai rồi, họ bỏ sẻn pháp, rồi bỏ sẻn kiến thức, rồi bỏ sẻn tri thức, rồi bỏ sẻn pháp nữa. Mà rồi thế là họ cú họ giữ như vậy, nghĩ rằng để họ hiểu. Chứ còn nói ra cái điều hay, điều tốt, cái điều lạ là kỵ, là không được, coi như là làm mất đi một cái nội công cho người, vân vân. Thì những cái sự suy nghĩ đó rất hết sức là tệ hại, hết sức là nguy hiểm. Bởi vì không có một cái tâm, không có một cái tâm mà chúng ta gọi là cái tâm dứt bỏ, hay là cái tâm đi dục đi tham đó. Mà chính là họ không có cái gì, họ không có một cái tính mê mán, không có cái bay nha, không có thiết tha ná, không có một trí tuệ, không có một quyết định, không có một cái tâm mà rơi bỏ chấp hậu quá chấp thủ, và thế là đau khổ. Thế kính thưa quý vị, trong hoàn cảnh nào cũng vậy. Chúng ta nhớ, để đưa đến tất cả tiền của tài sản danh vọng gì đó mà để chúng ta chấp thủ vào cái đó, và thế là chúng ta bảo gìn giữ nó, sợ mất mát, sợ như thế này thế nọ, thì là chúng ta biết chúng ta đã xa rời con đường chánh đạo, chúng ta đã xa rời cái giá trị Phật pháp này, thì chúng ta xa rời cái tình của cái tình tu, cái tính tu và tình tu. Chúng ta gọi là cái tính tu và cái tình tu, mà chính là chúng ta đã xa rời cái lời dạy của Phật, một cái giáo pháp này mà chính Phật ngày dạy mà đã là mở, đã là ban truyền, không nắm giữ một cái gì hết. Mà chúng ta hiểu được bao nhiêu mà chúng ta lại cất giữ, đây là một việc. Mà làm như vậy thì chúng ta khiếm khuyết đi cái trí tuệ cho đời sau của chính mình. Và nếu như thật sự mình có nắm, mình có giữ những cái điều hay ở trong tinh thần Phật pháp, thì mình cũng nên ban trải ra để tất cả nhiều người đồng hiểu. Đó là một cái giá trị tu tập tốt đẹp. Cũng như nếu như chúng ta nhớ được cái câu pháp cú, người đã làm điều thiện hãy tiếp tục làm thêm, người tích thiện trữ thiện chắc chắn sẽ được an lạc. Thì chúng ta hiểu như vậy thì dù chúng ta có một cái gì đó, chúng ta có một cái tinh thần cả thể nó bao la, thì hết sức là tốt lành. Bằng hiện tại thì chúng ta sẽ hết sức là tệ hại và nguy hiểm. Cho nên cái đời sống hỏi gì chứ làm thế nào để trong cái đời sống thực tế mà chúng ta có cái điều đó. Bởi vì hãy nhớ rằng cuộc sống nó vô thường, cuộc đời này ngắn ngủi, và chúng ta nên gửi tới cho người, chúng ta nên chia sẻ cho người với những gì chúng ta có được, từ vật chất cho tới cả tinh thần, điều kiện vân vân. Thì nếu chúng ta có một cái tâm buông bỏ, một cái tâm chia sẻ, một cái tâm coi như là gửi tới cho người như vậy, thì chúng ta hết sức là tốt đẹp. Để kính bạch thượng tổ, con có được điều trình bày như vậy, nếu có đi gì cũng có tốt, thì kính cung kính thượng tổ Nam Mô Bổn Sư nhé. Sao thuộc cái trường sự tòa viện đại đức Minh Thông, đại đức Minh Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Minh Thông nghe được, thì đại đức Minh Thông trả lời cho cô thư số 6.
Để quý thông chúng ta thấy rằng là ở trong một cái chủ dài tương duyên mà ở đây còn có chính pháp, nó cái này nó tạo ra cái kia, nó giống như một mặt xích, nó giống một sự dây xích vậy đó. Nếu mà một lúc mà chúng ta để tìm cách để phá diệt cả chính pháp thì nó quá nhiều. Nhưng mà nếu có ai đã nói rằng mình chỉ cần chặt đứt một mắt xích ấy, thì có nghĩa là chúng ta chặt đứt sự dây xích. Thì Đại Đức Nguyên Thông có nghĩ như vậy không? Ở cái tỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con xin tuân lệnh Sư Phụ có đáp án cho cái câu thảo luận số 6. Và câu thảo luận số 6 hỏi rằng, có đúng chăng để chặt đứt một sợi dây xích chỉ cần làm đứt một mắt xích? Kính thưa Sư Phụ, về thực tế thì chúng ta thấy rằng một cái dây xích thì không có 100.000 mắt xích, 50 mắt xích gì cũng vậy, mình chỉ cần chặt đứt một cái mắt xích thôi thì tất cả một cái sợi dây đó thì nó đã không còn là một sợi dây, một cái vòng tròn khép kín nữa, thì cái mình chỉ làm một cái missing link, một cái phần nào ở trong cái dây xích đó mình làm cho nó mất đi, thì tự nhiên là cái vòng tròn đó đã mất. Cũng như vậy, trong tất cả những sự phiền não của chúng ta thì cái gốc nó là tham lam, gốc nó là vô minh. Thì nếu mà mình không tham lam hay là mình không còn vô minh nữa thì tự nhiên là mình đã không còn bị phiền não nữa. Vì vậy cho nên về vấn đề tu học cũng như trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cái việc quan trọng cho chúng ta là chúng ta phải hiểu cái giáo pháp, là cái thăm ma, cái Buddha thăm ma đó, cái giáo pháp và giải thoát đó, Phật pháp, Phật tức là giải thoát, mà giáo pháp giải thoát đó là không có dính mắc, không có dính mắc, mà muốn không dính mắc là không có tham lam, mà tất cả cái đó đều do một cái sự là khôn ngoan hay là trí tuệ của chúng ta, tức là cái đối đầu của cái vô minh. Mà nếu cái người hành giả thường xuyên vào room nghe pháp như là room Phật pháp lúc Buddha Thăm Ma này, mà vô nghe pháp, một chăm nghe pháp với cái tấm lòng mà tôn kính tôn bảo, kính Phật bảo, kính pháp bảo và kính tăng bảo, thì với những cái hành động hàng ngày đó, nó là quân tập, nó làm cho chúng ta có một cái sự hiểu biết chín chắn và nó thường xuyên hiện hữu trong tâm của chúng ta. Thì nhờ vậy cho nên khi mà giao tiếp với là trần cảnh bên ngoài là sắc thinh hương vị xúc, thì chúng ta hiểu rõ những lời giảng dạy của Đức Phật. Bởi vì vậy cho nên là chúng ta sẽ không còn cái dính mắc. Bởi vậy cho nên Đức Phật giảng dạy rằng cái người mà bình thường thì sợ thuốc độc, không dám đụng chạm đến thuốc độc, rồi sợ thuốc độc dính người mình, dính mắt, dính vô miệng mình thì mình có thể bị chết. Bởi vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy là chư vị tỳ kheo phải xa những ác bất thiện pháp. Cái xa ác bất thiện pháp tức là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Thì những cái pháp mà quan trọng đó nằm trong cái ngũ giới đó, thì chúng ta học cho hiểu và xa lánh, và học hiểu xa lánh và thường xuyên thì mình quân tập, tức là mình để ý đến những cái điều mà mình mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho chúng ta. Và nếu chúng ta thường xuyên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm thí, thì tất cả những cái lời giảng dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tập cho chúng ta có một cái thói quen tốt. Cái thói quen tốt đó tức là gần bạn hiền và làm những cái thiện sự mà phải tránh xa những cái ác pháp. Và do cái mình quân tập được như vậy đó, thì mình gặp một cái ác bất thiện pháp nào, mình đã chặt đứt một cái mắt xích đó, thì tự nhiên nó sẽ là giúp cho chúng ta thoát khỏi tất cả những cái mắt xích khác mà nó trong cái chuỗi luân hồi đó, là tham sân si mi ác kiến đó, thì mình đã chặt đứt đi một cái mắt xích đó thì là mình không còn cái vô minh nữa, thì để cho chúng ta sẽ an toàn sống trong giáo pháp của Đức Phật để mà thoát khỏi cái sự phiền não trói buộc sanh tử luân hồi.
Kính thưa sư phụ, đó là cái sự suy nghĩ của con về câu sở thảo luận số 6. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều con được rõ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thưa kính thưa đại đức Quyền Hồng, thưa quý vị, chúng tôi xin tóm tắt lại những chi pháp hôm nay, tại vì nó có nhiều cái điểm mà tương đối hơi tế nhị. Kiến trúc là cái chữ ái, chữ tanh há ở tại đây đó, không có nên hiểu là chữ ái như trong ở trong khổ đế. Chữ ái trong khổ đế là chữ ái rất là rộng. Chữ ái ở đây tức là từ cái quan điểm ưa thích của mình. Thí dụ như có người ưa thích về danh, có người ưa thích về lợi, có người ưa thích về cái ăn ngon mặc đẹp chẳng hạn, thì cái đó là đúng cái nghĩa chữ tanh hạ tại đây. Do có sự ưa thích đó nên có tầm cầu. Tầm cầu là đi tìm kiếm. Đi tìm kiếm tức là chúng ta có cái ý hướng là mong làm sao mình đi đâu đó, mình làm gì đó để được điều đó. Thì do tầm cầu nên có thủ đắc. Và cái chữ ở đây chúng tôi không chỉ là lợi đắc, chúng tôi chỉ là thủ đắc. Cái chữ lợi đắc á, như hồi nãy thì tôi thực sự có đề cập á, chữ lợi đắc á, ở trong số trường hợp nào đó Đức Phật Ngài cũng nhận được lợi đắc và cung kính, tức là có được sống nhiều và cung kính. Nhưng mà chữ lợi đắc ở đây không phải là hiện tượng xã hội. Ở đây là thủ đắc, là mình nói rằng ồ, cái này là của ta, cái này là cái mà ta muốn, cái này là ta có được. Chúng tôi lấy một cái chuyện tương tự như vậy, là một người mà nặng về danh. Bây giờ có một đứa cháu mà nó ra trường mà điểm cao, thì mình đi khoe với người ta, nói ồ tôi có đứa cháu học điểm cao, thì cái đó gọi là thủ đắc. Thủ đắc tức là mình chụp lấy cái đó, mình chụp cái đó, mình nhận đó là của mình. Mình nhận đó là đây là con của mình, đó là của mình, đó là chính mình. Hay là chiếc xe của mình, nhà của mình, cái đó gọi là thủ đắc. Có thủ đắc thì có phân biệt. Và tại sao có thủ đắc có phân biệt? Là bởi vì khi mà mình chắc đó là của mình á, thì mình coi nhẹ cái không phải là của mình. Thí dụ người ta nói là văn người, người ta nói vợ văn mình mà vợ người, hay là người ta nói là đứng núi này trông núi ngọn nọ, có nhiều khi cũng cái vần thơ đó mà người khác làm không hay bằng chính mình làm chẳng hạn. Thì cái đó do có thủ đắc phân biệt, do có phân biệt nên có tham dục. Dạ, nên do phân biệt nên có tham dục. Tham dục ở đây tức là cái sự ham hố. Dạ, cái sự ham hố đúng nghĩa ở đây dịch là ham hố, dịch chữ tham dục thì nói chung đó. Sự ham hố tức là cái muốn mà muốn quá nhiều. Ví dụ như khi mà mình nhận cái đó là của mình rồi đó, mình thổi phồng nó ra, mình phóng đại nó ra. Do có sự ham hố nên có dính mắc. Dính mắc là cái chuyện đó mình bị kẹt ở đó, mình bị vướng ở đó. Ngay cả cái chuyện mà người ta nói rằng ngày xưa giống như con đứa ơi, ta cho nó uống rượu rồi nó xỏ chân vô trong giày nó đi, mà tới chừng ta rượt nó cũng không bỏ giày ra được, tại vì nó thích đi giày. Giờ nó sai rồi, nó thích đi giày, nó không có bỏ đi giày được. Thì ở đây đó, những con đứa ơi nó bị nó bắt rất là dễ dàng, tại vì nó mang đôi giày vào. Đời sống con người mình đó, do cái sự dính mắc nên mình chấp giữ, và đặc biệt do sự chấp giữ nó tạo nên cái sự bỏng sẻn, là không muốn ai lấy đi cái của mình có, không muốn cái mình bớt đi. Mặc dù người ta thiếu mình rất là dư, nhưng mà mình cũng không có muốn bỏ bớt đi. Cái đó gọi là bỏng sẻn. Do bỏng sẻn thì chúng tôi muốn nói cái chữ chữ gọi là thủ hộ. Thủ hộ tức là ở đây sự bỏng sẻn, nhưng mà có cái ra công gìn giữ, ra công, ra sức bảo vệ. Và từ cái sự ra sức bảo vệ đây đó, nó tạo ra manh động. Manh động ở đây gồm có xung đột, đao kiếm, đấu tranh v.v. Thì thưa quý vị, chúng ta là người học Phật Pháp, mỗi lần mà chúng ta thấy có những cái tranh chấp lời qua tiếng lại, chửi qua chửi lại, hay là bắn giết, hay bất cứ những chuyện nhau sau những cái chuyện trên thế giới này mà mình đọc về thời sự v.v. thì nó đều nằm ở trong những thứ này hết. Tại vì chúng ta không nhận ra những thứ này, chúng ta cố gắng tìm ra cái gọi là chánh nghĩa, tìm ra cái gọi là bất lương, chúng ta tìm ra cái nguyên nhân này nguyên nhân khác, nhưng mà nguyên nhân nào cũng đến từ phiền não hết. Dạ. Chúng ta phải nhìn nhận là cuộc sống á, mà nó tạo ra những cái manh động, những cái xáo trộn, gọi là chiến tranh đụng chạm nhau đến từ phiền não hết.
Và tất cả những phiền não đó đó, nếu mà nó đến từ một phía thì đỡ, còn đến từ cả hai phía nó càng nhiều nữa. Nên chúng ta phải tỉnh táo, và phải tỉnh táo mới nhận ra. Và đa phần đó, bởi vì chúng ta không tỉnh táo nên chúng ta bị lôi kéo vào, chúng ta bị vướng vào. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddhadharma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thay chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Thầy Sa-tu lành thầy, con nhủi thay mặt đại chúng trong Rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mật giảng dạy Phật pháp ở cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các từ nỗ danh pháp vượng mẫu của đức tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con xin hồi hướng Phật lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần